Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Di Bến Tre của mình nha. Hôm bữa thì mình cũng có làm một cái clip nói về cách để lên fan cứng của một fanpage nào đó. Để làm gì? Để uy hiếp fan cứng đó, thì khi mà mình đi comment đó, trong cái trang đó, thì người ta sẽ thấy cái fan cứng nó đẹp đẹp hơn xíu đó. Là mình cứng ở trong đó, mình bình luận nhiều, like nhiều thôi. Thì có nhiều bạn thì làm được, có những bạn thì làm không được, nên hỏi mình. Thì mình cũng đã làm được nhiều cái fanpage rồi, nó lên được nhiều cái fan cứng rồi đó. Thì hôm nay mình sẽ làm thêm một cái clip này để mình chỉ cho các bạn rõ hơn một chút xíu đó. Thì nếu mà mấy bạn muốn vô làm fan cứng đó, thì mấy bạn phải vô một cái fanpage trang Facebook nha, chứ không phải là mấy bạn vô một cái nhóm nha. Đó, ở đây thì mình cũng đã vô một cái nhóm như thế này. Đó, đây là một cái nhóm. Thì một cái nhóm đó thì nó sẽ không bao giờ bạn có thể lên fan cứng, tại vì cái nhóm đó chỉ là người này với người kia tương tác đăng với nhau thôi. Cái nhóm này của mình á, thì mình vô đây á, mình cũng bình luận, thì mình cũng đăng hình vô đây, mình sẽ lên được cái hình của mình á, lúc đó đăng được nhiều like, nên mình sẽ là ngôi sao đăng lên của cái trang, của cái nhóm này. Còn cái vụ mà để các bạn lên fan cứng của một fanpage á, thì các bạn phải vô tìm kiếm cái fanpage nào đó mà các bạn muốn lên fan cứng á, chẳng hạn như mình nè, đó, quýnh treo với tôi của mình, thì mình có vô đây à. Mình sẽ đi comment comment thôi, để mình kiếm cái hình rồi mình comment đi. Đây mình đang phân cứng rồi đó. Thì hay là hình gì đó không được, đã lên phân cứng rồi giờ mình lận cái gì nó cũng lên phân cứng hết. Thì tiếp theo là góc thư giãn nè. Thư giãn này, cái trang này rất là nhiều người theo dõi nha, nó tới 12 triệu được theo dõi luôn, nhưng mà mình cũng lên được fan cứng rồi. Để mình đi kiếm bài mình bình luận cho các bạn coi đó. Đây chỉ có 715 fan cứng thôi các bạn, mình là làm con số đó nha, mình rất vinh dự. Lúc trước mình nghe cũng đông lắm, nhưng mà không biết sao giờ ít quá nha. Thì bây giờ mình sẽ, ví dụ như mấy bạn lên fan cứng đang vô bình luận là hay quá, hay là bình những cái nội dung gì đó, hay là hình icon gì cũng được đó, thì mấy bạn tích cực bình luận cho mình. Một ngày á, cái fanpage nó ra ít nhất là 15 mấy bài viết, mà mấy bạn vô mấy bạn bình luận ít quá thì làm sao mấy bạn lên fan cứng được, nó phải bình luận nhiều vô. Sau đó là like, bình luận. Nhưng mà điều mà quan trọng nhất á là phải để chế độ xem đầu nha, đầu ba chấm nè đó, mình theo dõi rồi, đang theo dõi nè, từ mặc định để chuyển qua bên xem đầu. Thì cứ bình luận cho mình, anh cứ vô bình luận mấy chục bài viết vậy đó, cứ vô bình luận tô lô đi, trong vòng một tuần lại bạn sẽ lên được fan cứng thôi, các bạn yên tâm đi. Đó, mình thì giờ đi đâu vô đây cũng bình luận. Khi mà bạn lên fan cứng rồi thì một ngày bạn vô bình luận một lần cũng được, không cần bình luận nhiều mà nó sẽ lên thôi, nó không có ít gì mất lắm. Đó, mình nè, các bạn coi đó, bạn đã công nhận là một fan cứng của điểm tin nè, bạn đã công nhận là một fan cứng của địa điểm luôn em. Mấy cái fanpage mình vô là lên hết người Bến Tre nè. Còn cái mình coi, bữa mình có vô mình hình như là cái người Bến Tre này là mình hôm bữa mới được nhận, rồi mình vô mình kích hoạt cho mấy bạn coi nha. Đó đây nè, đây là huy hiệu mình nhận được fan cứng, nó thông báo cho mình
thì muốn hành phân cứng đó, thì mấy bạn ok đó, vậy là mấy bạn có thể là lên phân cứng đó nha, chứ mấy bạn đừng có để sau là mấy bạn mất nguyên hiệu phân cứng đó. Đó thì mình bó tay, chắc mấy bạn phải làm lại nữa, thấy chưa, lên rồi đó. Một ngày á, cái banh phay á nó sẽ ra nhiều bài viết, mười mấy bài, thì mấy bạn lúc mà mấy bạn vô làm mà như là theo dõi đầu tiên rồi cái fanpage đó đó, các bạn vô bình luận liền cho mình một chục bài hay gì đó, rồi sau đó mấy bạn để ví dụ như ngày đó qua ngày sau hay gì đó. Hoặc là lúc mấy bạn thấy người ta đăng á, bạn vô là xem đầu rồi mà, lúc mà đăng lên á cái mình vô mình like mình luận liền, rồi qua ngày sau ví dụ như sáng 7 giờ đi vô một cái thấy nó đăng lên bản tin đó, tại xem đầu mà nó sẽ nổi lên phần bản tin này nè đó, thì mấy bạn sẽ thấy đầu tiên, rồi mấy bạn like xong rồi comment đó, cứ ví dụ như trưa cái 8 9 giờ 10 giờ gì đó các bạn vô bạn thấy nó đăng nữa để bạn like các bạn bình luận nữa, rồi khoảng chừng một tuần lại thôi là bạn có thể lên phân cứng rồi đó. Mấy bạn nếu mà thấy hay á thì nhớ like đăng ký chia sẻ video ủng hộ mình nha mấy bạn, chúc mấy bạn thành công.